Suy niệm ký nhật thứ hai mùa chay năm A, bài của linh mục Joseph tại Duy Tuyền. Xin biến đổi lòng con, Chúa ơi. Trong đại dịch Covid, mọi người đều thấy có hàng trăm linh mục, hàng trăm tu sĩ nam nữ và hàng ngàn giới trẻ Công giáo đã tình nguyện đi vào khu cách ly để phục vụ những người nhiễm bệnh. Họ phục vụ trong vui tươi hân hoan mà không cần một khoản trợ cấp hay đãi ngộ nào. Nếu hỏi họ có ước vọng gì khi dấn thân vào chỗ hiểm nguy, ai cũng muốn rằng nếu có một niềm vui lấp lánh trong lúc này, thì đó chính là Chúa Giêsu đang được biết đến ngày càng nhiều hơn ở những nơi cách ly trong dịch bệnh này. Bất chấp nguy hiểm bởi lây nhiễm, các tín hữu Chúa đang làm việc không mệt mỏi, giúp phúc âm tỏa sáng trong tình hình vô vọng nhất. Cái chết đã không thể ngăn chặn phúc âm được rao giảng. Ánh sáng đã được soi ra giữa nơi tối tăm. Quả thật, qua sự dấn thân phục vụ mà căn tính người Kitô mới tỏa sáng như lời Chúa Giêsu đã nói. Người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ thầy, là anh em hãy thương yêu nhau. Có thể nói căn tính của con người là hướng về sự thiện hảo. Vì nhân chi sơ tính bản thiện, thì căn tính của người Kitô hữu thể hiện sự thiện hảo là yêu thương. Ai yêu thương là ở trong Thiên Chúa và Chúa ở trong người ấy. Năm xưa trên núi Tabor, Chúa Giêsu đã hiển thị dung nhan thật của Ngài là Thiên Chúa. Một dung nhan rạng ngời đầy uy nghi và thánh thiện, một căn tính nhân từ và yêu thương. Chính khi đó, Chúa Cha đã xác quyết về Chúa, đây là con yêu dấu và rất đẹp lòng Cha. Sự hiển dung của Chúa Giêsu đã làm cho ba môn đệ ngất ngây trong hạnh phúc. Phêrô cùng các môn đệ càng thêm xác tín về thiên tính trong con người của Thầy Giêsu. Phêrô cảm thấy tội nguyện và chỉ còn mong muốn một điều duy nhất là được ở bên Chúa mãi mãi. Sứ điệp ngày lễ Chúa hiển dung như nhắc nhở chúng ta nhớ mình là môn đệ của Thầy Chí Thánh Giêsu. Người môn đệ phải trở nên giống Thầy. Người môn đệ phải luôn đi theo sau Thầy để nên thánh, để hoàn thiện mình mỗi ngày nên giống Thiên Chúa hơn, nghĩa là biết giữ mãi vẻ đẹp tinh tuyền của phẩm giá con người, biết tỏa sáng dung nhan hiền từ và đầy yêu thương cho anh em mình. Nếu có những đam mê thật xấu làm chúng ta biến chất, thì đây là dịp Chúa nhắc nhở chúng ta phải biến đổi mỗi ngày để trở về với căn tính của chúng ta là hình ảnh của Chúa thì không thể làm tôi cho ma quỷ. Là hình ảnh của Chúa thì không thể để cho dục vọng lôi kéo chúng ta làm điều xấu. Là hình ảnh của Chúa, chúng ta phải luôn hướng về sự thiện, luôn có những ước mơ thanh cao, luôn sống vị tha và phục vụ mọi người. Và là môn đệ của Chúa thì phải biết sống yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Ước gì mỗi người chúng ta hãy biết mình là hình ảnh của Thiên Chúa, để biết trân trọng, gìn giữ nét đẹp đó trong cuộc sống của mình, đồng thời cũng biết trân trọng vẻ đẹp ấy nơi tha nhân qua đời sống kính trọng và yêu thương. Xin Chúa giúp chúng ta biết biến đổi mình mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn trong suy nghĩ và hành động, hầu xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Amen. Bài của linh mục Joseph tại Duy Tuyền.